Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại trong video mới nhất của Khám phá Quân sự. Quý vị và các bạn thân mến, trước và trong những năm chiến tranh thế giới thứ hai thì chúng ta đã được chứng kiến sự phát triển vượt bậc của lĩnh vực hàng không quân sự Nhật Bản. Ngành công nghiệp hàng không xứ mặt trời mọc đã cho ra đời rất nhiều mẫu máy bay chiến đấu thành công, trong đó có Nakajima, Ki-43 và Ki-84. Ngày hôm nay, hãy cùng với Khám phá Quân sự khám phá về hai loại chiến đấu cơ này để xem chúng đã gây ra những cơn ác mộng khủng khiếp cho lực lượng đồng minh như thế nào nhé. Nói đến vũ khí của đế quốc Nhật Bản trong chiến tranh thế giới thứ hai, đặc biệt là máy bay, thì người ta nhắc nhiều đến loại máy bay chiến đấu cơ nổi tiếng Mitsubishi A6M Zero. Tuy nhiên, bên cạnh A6M, Nhật Bản còn có một máy bay chiến đấu khác nổi tiếng không kém, đó là Nakajima Ki-43. Nakajima Ki-43 là loại máy bay chiến đấu được sản xuất với số lượng lớn thứ hai chỉ sau A6M. Nó được lực lượng đồng minh đặt cho biệt danh là Oscar. Sự nổi tiếng của Ki-43 không chỉ đến từ số lượng sản xuất mà chủ yếu nhờ việc nó chính là sát thủ bắn hạ nhiều máy bay của lực lượng đồng minh hơn bất cứ loại chiến đấu cơ nào khác của không quân đế quốc Nhật Bản. Nakajima Ki-43 được thiết kế bởi Hideo Itokawa, người sau này trở thành cha đẻ của chương trình tên lửa không gian của Nhật Bản. Máy bay được thiết kế dựa trên Nakajima Ki-27, nguyên mẫu Ki-43 ra mắt công chúng lần đầu vào năm 1937. Máy bay thực hiện chuyến bay thử nghiệm vào tháng 1 năm 1943. Tuy nhiên, Ki-43 đã gây thất vọng trong lần bay đầu tiên khi phi công phàn nàn rằng máy bay kém cơ động và không nhanh hơn bao nhiêu so với Ki-27. Nhà sản xuất đã tiến hành một chương trình cải thiện thiết kế với hàng loạt mẫu thử nghiệm được sản xuất để có những đánh giá và sửa đổi cho lần sản xuất tiếp theo. Mẫu cải tiến có trọng lượng nhẹ hơn, vỏ máy bay mỏng hơn, thiết kế cánh tả mới, tăng hiệu suất cho máy bay. Ki-43 được thông qua vào tháng 11 năm 1939. Máy bay được định danh là Ki-43i và chuyển giao cho không quân đế quốc Nhật Bản từ tháng 2 năm 1941. Ki-43 có thiết kế khí động học tương tự như A6M. Nó được trang bị động cơ cánh quạt xuyên tâm Nakajima HA-25. Mẫu cải tiến Ki-43i đã thể hiện là một máy bay chiến đấu cực kỳ xuất sắc. Nhờ trọng lượng nhẹ nên nó có khả năng cơ động tốt cùng tốc độ lên cao rất ấn tượng. Ki-43 được vũ trang hai súng máy Type 89 7,7mm hoặc có thể trang bị hỗn hợp một súng máy 7,7mm và một súng máy hạng nặng 12,7mm. Trong cấu hình chiến đấu hạng nặng, máy bay có thể trang bị hai súng máy 12,7mm. Nhà sản xuất tiếp tục cải tiến Ki-43 lần thứ nhất thành mẫu Ki-43 phiên bản thứ hai vào năm 1942. Ki-43 phiên bản 2 được trang bị động cơ mới Nakajima HA-115, có công suất mạnh hơn với 3 cánh quạt lưỡi. Buồng lái được bọc giáp 13mm ở khu vực đầu của phi công và được nâng cao lên nhằm tăng tầm quan sát. Bên cạnh đó là trang bị thùng nhiên liệu tự hàn khi bị trúng đạn. Cánh máy bay được gia cố để mang bom hoặc thùng nhiên liệu phụ trợ. Biến thể nâng cấp tiếp theo là Ki-43 phiên bản 3, được giới thiệu vào mùa hè năm 1944, được trang bị động cơ HA-115 phiên bản thứ hai có công suất mạnh hơn. Tổng cộng đã có 5.919 chiếc Ki-43 được sản xuất cho đến khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai, đưa nó trở thành loại máy bay sản xuất nhiều thứ hai chỉ sau A6M của Nhật. Khi đưa vào chiến đấu, Ki-43 hoàn toàn chiếm ưu thế trong các cuộc không chiến. Sự nhanh nhẹn đã khiến cho Ki-43 trở thành một đối thủ đầy thách thức đối với các phi công đồng minh. Các phi công đồng minh từng chạm trán với máy bay này đều đánh giá nó rất cao, rất khó để đưa Ki-43 vào tầm bắn bởi sự nhanh nhẹn khác thường của nó. Mặc dù thiếu vũ khí đủ mạnh, nhưng Ki-43 vẫn bắn hạ rất nhiều máy bay đồng minh hơn bất cứ loại chiến đấu cơ nào khác của Nhật Bản thời điểm đó. Ki-43 được sử dụng một cách hiệu quả trong các chiến dịch phòng thủ của Nhật Bản tại mặt trận Thái Bình Dương. Nó cũng được sử dụng với vai trò đánh chặn xung quanh khu vực thủ đô Tokyo. Những năm cuối chiến tranh, một số Ki-43 còn được sử dụng với nhiệm vụ cảm tử nhằm chống lại các tàu chiến Mỹ ở Thái Bình Dương. Ki-43 là một chiến đấu cơ xuất sắc, đặc biệt ở tính bay. Tuy nhiên, nó lại gặp phải điểm yếu cố hữu của các máy bay Nhật Bản thời đó là không được bọc giáp hoặc chỉ được bọc giáp nhẹ ở khu vực buồng lái. Thùng nhiên liệu tự hàn không hiệu quả
gây ra những tổn thất cao trong chiến đấu. Mặt khác, vũ khí của Ki-43 là không đủ mạnh để chống lại những máy bay đồng minh được bọc giáp tốt hơn. Biến thể Ki-431A chỉ được trang bị 2 súng máy 7,7mm. Biến thể Ki-431C được trang bị 2 súng máy hạng nặng 12,7mm. Song như vậy vẫn là chưa đủ. Mãi đến biến thể Ki-43 phiên bản 3B mới được trang bị 2 pháo 20mm. Không may, chỉ có 2 chiếc hoàn thành và Nhật Bản đã bị đánh bại trước khi nó được sản xuất với một số lượng lớn để có thể tạo ra sự thay đổi. Nếu như Ki-43 được trang bị vũ khí mạnh hơn, có thể nó còn bắn hạ được nhiều máy bay hơn của lực lượng đồng minh. Ki-43 chính thức ngừng hoạt động ở Nhật Bản ngay sau khi chiến tranh kết thúc. Một số Ki-43 vẫn hoạt động trong lực lượng không quân Mãn Châu và không quân Thái Lan cho đến hết năm 1952. Pháp cũng sử dụng một số Ki-43 trong các chiến dịch chống lại Việt Minh tại chiến trường Việt Nam. Ngoài những chiếc chiến đấu cơ nổi tiếng nói trên, Nhật Bản còn cho ra đời một mẫu chiến đấu cơ khác rất thành công là Nakajima Ki-84 Hayes. Lực lượng đồng minh gọi là Frank. Nó được đánh giá là chiếc máy bay chiến đấu tốt nhất của Nhật trong các hoạt động quy mô lớn. Quá trình phát triển Nakajima 84 được bắt đầu vào năm 1942 theo yêu cầu của Không quân Đế quốc Nhật Bản, nhằm bổ sung và thay thế dần cho Nakajima Ki-43. Yêu cầu đặt ra lúc này là máy bay phải có được tính cơ động tuyệt vời như Ki-43, đi kèm với hỏa lực đủ mạnh để chống lại các máy bay chiến đấu được bọc giáp tốt của quân đồng minh. Ki-84 thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 3 năm 1943, quá trình sản xuất hàng loạt và đưa vào hoạt động từ năm 1944. Ki-84 có thiết kế kiểu khí động học tương tự Ki-43 với một số sửa đổi ở khung, cánh tả. Máy bay đã khắc phục hầu hết các điểm yếu trên Ki-43 về khả năng cơ động, hỏa lực yếu và giáp bảo vệ kém. Cánh máy bay làm bằng kim loại giúp cải thiện lực nâng và tải trọng, khu vực buồng lái được bọc giáp dày, thùng nhiên liệu cũng tự hàn tốt hơn. Ki-84 được trang bị động cơ cánh quạt 4 lưỡi Nakajima HA-45 công suất 1.800 mã lực với 18 xi lanh, ứng dụng công nghệ phun nhiên liệu trực tiếp. Động cơ này cho phép Ki-84 đạt tốc độ tối đa khoảng 686 km/h, đưa nó thành loại máy bay chiến đấu nhanh nhất của Nhật Bản thời điểm đó. Tuy nhiên, động cơ này có yêu cầu bảo trì quá phức tạp, gây ra những khó khăn cho các hoạt động chiến đấu và giai đoạn cuối chiến tranh. Ki-84 được vũ trang khá mạnh với hai dòng súng máy hạng nặng là 12,7mm trong thân cùng với hai pháo 20mm gắn ở hai bên cánh. Hệ thống hỏa lực này cho phép Ki-84 đối phó hiệu quả với các máy bay chiến đấu hạng nặng của lực lượng quân đồng minh. Hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao, tốc độ bay nhanh đã biến Ki-84 thành một đối thủ đầy thách thức trên không. Máy bay này có thể tham chiến chống lại hầu hết các chiến đấu cơ của không quân đồng minh, kể cả nhiệm vụ đánh chặn những máy bay ném bom cao như B-29 Super Fortress. Mùa hè năm 1944, Ki-84 đã được triển khai đến Trung Quốc cùng với Sentai 22, tên gọi của đơn vị không quân đế quốc Nhật Bản tương đương một cấp trung đoàn, để chống lại các máy bay P-47 Thunderbolt và P-51 Mustang của đơn vị không quân số 14 của Mỹ. Trong 5 tuần tham chiến, Ki-84 đã lập chiến công bắn hạ 22 máy bay đối phương, đưa nó trở thành máy bay không chiến hiệu quả nhất của Nhật Bản trong chiến tranh thế giới thứ hai. Hiệu suất tuyệt vời của Ki-84 đã gây rất nhiều khó khăn cho các hoạt động chiến đấu của lực lượng đồng minh. Ki-84 tham chiến chính thức chuyên quy mô lớn trong trận đánh Vịnh Leyte, Philippines, trận hải chiến lớn nhất lịch sử thế giới. 7 trung đoàn Ki-84, tức là khoảng 315 chiếc, đã triển khai trên đảo Leyte để ngăn chặn cuộc tấn công của Mỹ lên hòn đảo này. Ki-84 cũng được sử dụng trong trận chiến Okinawa. Tuy nhiên, các phi công Nhật đã bị choáng ngợp bởi số lượng quá lớn các máy bay đồng minh, dẫn đến hiệu suất chiến đấu không cao. Mặt khác, những thất bại liên tiếp càng làm cho tinh thần chiến đấu của họ suy giảm nghiêm trọng. Về mặt lý thuyết, Nhật Bản hoàn toàn có đủ số lượng máy bay để ngăn chặn cuộc tấn công của Mỹ. Tuy nhiên, trong thời điểm cam go, Ki-84 lại bắt đầu dở chứng. Động cơ của nó không thực sự được tin cậy trong các điều kiện chiến đấu khắc nghiệt. Bộ phận hạ cánh thì rất dễ bị tổn thương khi đáp xuống những đường băng gồ ghề. Thực ra điểm yếu của Ki-84 không phải do thiết kế, mà chính là do quá trình sản xuất gặp vấn đề. Càng về cuối chiến tranh, Nhật Bản càng bị cô lập về nguyên vật liệu, dẫn đến buộc phải sử dụng các kim loại kém chất lượng. Máy bay được yêu cầu sản xuất với tốc độ quá nhanh để đưa vào tham chiến nên không thể đảm bảo được việc kiểm soát chất lượng. Có đến 3.382 chiếc Ki-84 được sản xuất chỉ trong vòng 17 tháng. Tốc độ nhanh hơn cả gà đẻ này chính là nguyên nhân chính
dẫn đến sự thất bại của Ki-84 trong chiến đấu. Bên cạnh đó, lượng phi công được đào tạo một cách bài bản và dày dặn kinh nghiệm đã bị bắn hạ ngày càng nhiều. Những phi công mới vào nghề được đào tạo một cách vội vàng, tỏ ra quá non tay trước các phi công lão luyện của đồng minh. Tuy nhiên, xét về tổng thể, Ki-84 vẫn là một máy bay chiến đấu thành công. Nó là loại phi cơ hiếm hoi của Nhật, có thể gây tổn thất nặng nề cho máy bay ném bom B-29 của Mỹ. Tuy nhiên, do bị quá tải trong một cuộc chiến không cân sức, sự xuất sắc của Ki-84 là không đủ để thay đổi cục diện chiến trường. Sau khi xem xong video này, quý vị có nhận định gì về hai loại chiến đấu cơ của Nhật? Hãy để lại suy nghĩ và cảm nhận của các bạn xuống bên dưới phần bình luận video nha. Đừng quên gợi mở những chủ đề tiếp theo mà các bạn muốn khám phá quân sự phân tích nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay, hãy dành tặng cho Khám phá quân sự một like, một subscribe và đừng quên bật chuông thông báo nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.